dẫn cơ đồn giấy đại tinh minh thọ khắc lạnh trời đình bao đảm ai có ghét thì ta cũng dầu có thương cũng cảm để lòng chẳng màng gì gói giữa chiếu bóng cho thiên hạ lạc lòng lỗi lãi quỳ tay cắn trong chờ thời đại dẫn thượng quan biến cải quần dũng phép màu quyền diệu quay linh khắp thế giới hòa bình lập trị trên Phật tổ Di Đà thọ trần ẩn sĩ mai danh chờ có lệnh giao cành cõi rễ cây tóc dẹp ngô đồng đơn toàn dân bảo vệ xanh linh nói vô di luận việc hữu hình tầm chân lý chắc tin rằng có ngày thấm thoát cũng như mây gió lẽ nhiễm màu trăm hoa tương đặng trở gót
hay. Xuống trần thái ơi tỏ bài càng lẽ, đời giới đạo đâu phân nặng nhẹ, phận thấy cho cô bác và anh chị em đạo tâm đạo hữu. Đức Thánh Thống Lãnh luôn nhắc nhở khuyên dạy hàng giáo phẩm, chư chức sắc và toàn thể anh chị em đại gia đình đạo tâm đạo hữu Phật tử với những lời vàng ngọc khuyến tu như sau. Gia đình đạo tâm Phật tử thường mình xưa kia, những bậc hiền triết cho rằng đời là một cuộc tranh đấu không ngừng, thì tôi cũng cho rằng đời là một cuộc học tập liên tục không dứt. Thật vậy, ngay sau khi mở mắt chào đời, con người đã bắt đầu học, học cười, học khóc. Người đời cho rằng ngủ bà vậy, lớn lên chút nữa con người học lách, học bò, học trường, học đứng, học đi, học ăn, học nói. Đến tuổi thiếu nhi lại cấp sách đến trường, học chữ nghĩa văn chương, đạo lý thánh hiền. Đến tuổi trưởng thành lại học tập nghề nghiệp làm ăn, học cách đối nhân xử thế ở đời. Nếu chúng ta là con người có tín ngưỡng, chúng ta còn phải học đạo và hành đạo nữa. Xưa kia Đức Thánh Khổng Tử có dạy rằng: một, người có lòng nhân ham làm việc tốt, nhưng nếu không chịu trau dồi học hỏi thì sẽ bị người khác khinh gạt và lầm lẫn
hóa ra kẻ bất tri. Hai, người có trí ham làm việc trí, nhưng nếu không trau dồi học vấn sẽ hóa thành đứa lưu đạn. Ba, người có đức tin thì ưa tin người và trung thành, nhưng nếu thiếu học thì gặp kẻ không đáng tin cũng tin, gặp người không đáng trung thành cũng trung thành, sẽ bị lôi cuốn vào việc làm sằng bẫy mà hóa ra đứa giặc. Bốn, người có tính cương trực, thích làm việc thẳng thắn, nhưng nếu thiếu học gặp cảnh nào cũng thẳng thắn, không biết mềm dẻo kiên nhẫn tùy thời, như thế sẽ thành ra đứa dạo. Năm, người có đức dũng, ưa làm việc dũng mãnh, quả quyết, nhưng nếu không được học hỏi thì sẽ liều lĩnh, dễ bị người khác lợi dụng mà thành ra đứa loạn. Sáu, người có tính cương quyết, bao giờ cũng cứng rắn, nhưng nếu thiếu học thức sẽ không biết theo đạo ẩn nhẫn tùy thời, lúc nào cũng cứng rắn khó khăn, như thế sẽ hóa ra người cuồng. Cổ ngữ có câu nhân vô thập toàn, nghĩa là con người không có người nào được mười phần toàn vẹn. Nếu ta có cái sở trường thì ta cũng có cái sở đoạn, có cái mình hơn người thì cũng có cái mình kém thua người. Muốn trở nên hoàn hảo, con người phải học tập, có học mới nên khôn, có học mới tiến bộ theo kịp trào lưu tiến hóa của loài người. Chúng ta là những tông đồ của Đức Phật, của Tổ Thầy, những chức sắc và Phật tử đã giác ngộ tiền phong, có nhiệm vụ hướng dẫn chúng sanh tu hành, thì chúng ta cần phải học tập trau dồi nhiều hơn nữa mới đủ sức đủ lực để hoàn thành sứ mạng của Đức Phật thọ ký và chu toàn nhiệm vụ mà Thầy Tổ đã trao phó. Quý ông bà cô bác và anh chị em đạo tâm đạo hữu, tiếp theo đây kính mời quý vị nghe và suy nghiệm tiếp những lời vàng ngọc khuyến tu trong quyển kinh thứ nhất Sấm Truyền Hậu Giảng của Đức Thánh Thống Lãnh, giáng bút Tiết Lộ Máy Thiên Cơ, sáng tác vào năm Kỷ Sửu 1949 tại Tổ Đình Linh Địa, tỉnh Sa Đéc, miền Tây Nam Việt Nam. Sớm tu hành sao mới thành thời, trung ương cân coi đời bữa ngọc, coi thời thái mãn vua thằng ngốc, bất tống trời và dân tộc điêu linh, tham lợi danh nhân loại trong cành, non nước khổ ai sinh thượng thọ, ngày bí cực dầm mưa trải gió, thời hành thông trăm họ quý tay, nước mắt tắm
gọi bùng lầy. Trời thanh bạch tan mây tan tỏ, người hậu trí vượt qua cửa gió. Trần sanh tử dữ bền, nguyện lai đau dựng nên non nước. Ngày khổ khó mấy ai làm được, chừng hiến vinh biết vấn nào. Lòng ba tánh biết sao dò đặng, đạo cao dịu vô cùng đại đắng. Bước chân kiên lội lặng, khổ ngày nay sao mới thành thần. Tu đắc phước làm dân thật thánh, khi đời loạn tối lòng quá chậm. Lạnh nhiều phen cầu tiên lanh chiếu sáng bóng đèn, mướn ngồi bút làm quen mực giấy. Lời nói phải nhiều người che đậy, lời nói không ai thấy dám mà tin. Cổ xanh kim đâu có xanh kỳ, tâm giới cỡ kẻ thay người thô. Hậu nói phải e tiền bãi lộ, cơ nhiệm bóng cỡ gió thiên. Đèn lưu ly sáng tỏ cửa thiền, giấy cầu Phật quan hỷ. Đêm
quý đồng bào, quý ông bà, cô bác và anh chị em đạo tâm, đạo hữu. Vừa nghe những lời vàng ngọc khuyến tu trong quyển kinh thứ nhất Sấm Truyền Hậu Giảng của Đức Thánh Thống Lãnh, sáng tác vào năm Kỷ Sửu 1949 tại Tổ Đình, Linh Địa, tỉnh Sa Đéc. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe chúng tôi trình bày tiếp nội dung bản thông tri, giải thích ý nghĩa về ngũ đức như sau. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin hỏi điều thứ 6, tại sao toàn thể giáo phẩm chức sắc và tín đồ Phật tử Giáo hội Phật giáo Tứ Ân Việt Nam Bủ Sơn Kỳ Hương phải giữ ngũ đức? Mô Phật, Đức Thánh Thống Lãnh đã chỉ giáo: vì đạo trời có ngũ hành, đạo người có ngũ đức. Đó là đức nhân, đức nghĩa, đức lễ, đức trí và đức tính. Đó là năm đức cần thiết của một người hiền nhân vậy. Một, đức nhân, tức lòng nhân ái, lòng yêu thương đồng loại. Đức Thánh Khổng Tử có dạy: đạo bất diễn nhân, nhân chi di đạo, nhi diễn thân, bất khả dĩ di đạo. Nghĩa là đạo không xa cái bản tánh của người ta, bản tánh thiện. Nếu theo đạo để xa cái bản tánh của người ta thì không phải là đạo vậy. Người có lòng nhân thì thà mình chịu hy sinh còn hơn là làm hại đồng môn, đồng loại. Người có đức nhân thà rằng mình chịu nghèo đói để giữ tròn đức nhân, chớ không ai nỡ mưu cầu sự sung sướng cá nhân trên mồ hôi, xương máu của đồng môn đạo hữu và đồng bào. Đức Thánh Khổng Tử nói: chí sĩ nhân dân, vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân. Nghĩa là người chí sĩ, bậc nhân dân, không ai cầu sống mà hại đức nhân, chỉ có tự giết mình để làm thành đạo nhân. Đức nhân quan trọng như vậy, cho nên người hiền nhân, bậc quân tử, trong bữa ăn cũng không trái nhân, vội vàng cũng phải theo nhân, hoạn nạn cũng phải theo nhân. Quân tử vô chung thực, chi gia di nhân, tháo thứ tất ư thị, điên bái tất ư thị. Bởi vậy, người tín đồ Phật tử Giáo hội Phật giáo Tứ Ân Việt Nam Bủ Sơn Kỳ Hương, dù trong hoàn cảnh nào cũng không bỏ đức nhân. Hai, đức nghĩa. Đức nghĩa là đức thủy chung hợp đạo. Người có đức nghĩa không bao giờ lừa thầy phản bạn, bỏ bê gia đình để tiếng xấu cho đời mai mỉa. Đối với gia đình, người có đức nghĩa lúc nào cũng giữ trọn nghĩa tào khang, tình chồng vợ, phu phụ giả dĩ nghĩa di thân. Đối với xã hội, thà họ chịu cảnh cháo rau đạm bạc còn hơn làm điều bất hiếu, bất nghĩa, bất trung để được giàu sang quyền thế. Đức Thánh Khổng Tử có dạy: phản sơ tự ẩm thủy, khúc quản nhi trầm chi, lạc tại kỳ trung hỷ. Bất nghĩa nhi phú thả, quý ư ngã như phù dân. Nghĩa là ăn gạo xấu, uống nước lạ, gấp cánh tay mà gối đầu, tuy như thế mà có cái vui trong đó. Làm điều bất nghĩa mà giàu sang thì như đám mây nổi, thấy đó mất đó. Cho nên bậc hiền nhân quân tử lấy đức nghĩa làm cốt yếu vậy. Quân tử dĩ nghĩa di chất. Ba, đức lễ. Lễ là yếu tố căn bản để điều hòa sự sinh hoạt của con người trong gia đình và xã hội. Sự giao hảo giữa người và người, giữa người và trời Phật. Nếu không có lễ thì lấy gì để đo lường sự kính trọng? Và không có lễ sẽ sinh ra loạn. Lễ là phương thức để ngăn ngừa tội ác lúc chưa xảy ra. Luật lệ là để trừng trị tội ác đã xảy ra.
Cho nên muốn tránh điều ác, làm điều thiện, chúng ta phải giữ đức lễ. Đức Thánh Khổng Tử nói: lễ giả cấm ư tương nhiên chi tiền, nhi pháp giả cấm ư dĩ nhiên chi hậu. Lễ dân quý tiệc ác ư dị, mạnh như khởi kính ư di diệu. Sử dân nhật tỷ thiện diễn tội nhi, bất tự tri giả. Nghĩa là lễ là để cấm trước cái sắp có, pháp luật là để cấm cái sau đã có. Lễ vậy, lễ quý là dứt được điều ác từ lúc chưa nảy mầm ra. Giấy lòng kính ở chỗ người ta không trông thấy, để cho dân ngài đến gần điều thiện, xa điều tội mà tự mình không biết. Đức Thánh Khổng Tử lại nói: dân chi sở do sinh, lễ di đại, phi lễ vô dị, tiết sự thiên địa chi thần giả. Phi lễ vô dị, biển quân thần thượng hạ, trưởng ấu chi dị giả. Phi lễ do dị, biệt nam nữ phụ tử, huynh đệ chi thân, hôn nhân sơ sát chi giao giả. Nghĩa là trong những cái dân cậy mà sinh hoạt thì lễ là to hơn cả. Không có lễ thì không thể thờ thần thánh của trời đất cho có thứ bậc. Không có lễ thì không phân biệt tôn ti thượng hạ, vua tôi lớn bé. Không có thể phân biệt được cái lòng thân của nam nữ, cha con, anh em. Sự giao tiếp về việc hôn nhân, về người thân hay người sơ. Cái quan trọng của đức lễ là ở chỗ trong mọi sinh hoạt giữa người và người, nếu giữ đúng lễ thì sẽ tạo được sự thông cảm, tình đoàn kết, thương yêu, kính trọng lẫn nhau. Cho nên người hiền nhân quân tử kính mà giữ mãi, không mất lòng người. Tiếp người thì càng kính lễ phép. Như vậy trong bốn biển đều là anh em cả. Quân tử kính nhi vô thất, giữ nhân cung nhi hữu lễ, tứ hải chi nội giai huynh đệ giả. 4. Đức trí. Trí huệ là sự sáng suốt. Phàm con người thường hay phạm sai lầm là vì hay để tình cảm lấn áp lý trí, màn vô minh che mờ căn trí. Có đôi khi thiếu suy xét cặn kẽ, hay hành động nóng nảy, nông nổi, theo thói quen, theo thành kiến, nên dễ bị sai lầm. Người Phật tử, Phật giáo Tư Ân Việt Nam Bửu Sơn Kỳ Hương phải có đức trí. Nghĩa là trước khi nói hay hành động một việc gì, phải suy nghĩ chín chắn, cẩn thận, để cho việc làm được chánh trực, công minh. 5. Đức tính. Tính là sự thành tín, tín nhiệm, tin cậy. Một khi con người đã bị mất tín nhiệm rồi thì không còn ai giao thiệp, giúp đỡ, hợp tác nữa. Người đó sẽ bị cô lập và sẽ đi đến thất bại trong mọi công việc. Cách ngôn có câu: nhân bất tín bất lập, và nhất ngôn bất tín dạng sự bất dụng. Một lời nói thất tín dạng sự không dùng. Cái quan trọng của đức tín là nếu vua tôi không tin nhau thì nước chẳng yên, cha con chẳng tin nhau thì nhà chẳng hòa, anh em chẳng tin nhau thì tình chẳng thân, bạn bè chẳng tin nhau thì giao kết dễ xa. Quân thần bất tín, quốc bất an. Phụ tử bất tín, gia bất mục. Huynh đệ bất tín, tình bất thân. Bằng hữu bất tín, giao dĩ sơ. Cho nên người tín đồ Phật tử Phật giáo Tư Ân Việt Nam Bửu Sơn Kỳ Hương lúc nào cũng giữ gìn chữ tín như giữ gìn sanh mạng của mình vậy. Thank you.
ông bà, cô bác và anh chị em đạo tâm, đạo hữu. Vừa nghe chúng tôi trình bày về bốn điều ân và ngũ đức trong pháp môn tôn chỉ và giáo luật của Giáo hội Phật giáo Tứ Ân Việt Nam Bửu Sơn Kỳ Hương. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe và suy nghiệm tiếp những lời vàng ngọc khuyến tu trong quyển kinh thứ nhất Sấm Truyền Hậu Giảng của Đức Thánh Thống Lãnh, gián bút Tiết Lộ Máy Thiên Cơ, sáng tác vào năm Kỷ Sửu 1949 tại Tổ Đình Linh Địa, tỉnh Sa Đéc, miền Tây Nam, Việt Nam. Đất Nam bay, ta lại gửi mình từ ba tánh dầu minh bạc đại, không qua chức rồi tồn lại dạy. Tình cầu thả cốt tục phàm như bã bèo tan, được sang giàu quyền chúng quan, khi không đông mì bò càng than khóc, tu dối thấy hãy đời thanh độc, khổ tâm linh quỷ khóc thần cầu. Nấy cười thầm cho chúa ơi đâu, già ngứa cổ canh đầu già bôi rối nước thời đồi bãi, dầu ai không giá dạy tôn thay, gặp thầy cùng hội hiệp đông tây tôi chúa, đời quân hạ chẳng màng tiền của sống thượng lai gạo lúa trời. Trong lương
được phẩm hàng liệt nữ đặng phần nó ấm thọ trường trân thực ấm lọc cao giá kính chồng phúc đức tài cao chồng đại vợ khác nào tiên tử cực lạc quốc giàu sang sắc xứ dân tồn lại ở thử ở Vinh cả nghìn năm dân nước thăng bình đồng chung hưởng trời mình thanh bạch nhà Nam Việt đâu còn mang ách sao ngoài ban quyết mạch mấy kỳ dầu nước nào cũng phải phục quy đâu có lại bất tùy nghịch lẫn mười tám nước đồng lại phục trắng Phật thử phân một trận cho rồi những người có đại căn duyên phát thanh phổ biến ban truyền sấm kinh đặng nhiều phước đức tồn sinh giữa kề bạch ngọc quang minh Phật đài cần chuyên hoằng pháp lâu dài phát quy đại đạo Phật ngài gia ân sống đời thánh đức thanh tân được coi tiên Phật thánh nhân ra đời tất cả thiện nam tín nữ Phật tử trung kiên với thầy tổ với đạo pháp đều có sứ màng phát thanh kinh cơ sấm giảng thi văn giáo lý của chư Phật Thánh Hiền, chư Đại Bồ Tát khắp mọi nơi trong bá tánh. Cho những người có căn duyên, nghe kinh, nghe pháp, thức tỉnh tu hành, được đắc thành đạo quả, thì công đức phát thanh chương trình hoằng pháp này bằng trăm năm tu luyện. Kim ngôn của Đức Thánh Thống Lãnh, Giáo hội Phật giáo Tứ Ân Việt Nam, Bửu Sơn Kỳ Hương. Thank you.
đứng hiên ngang mấy ai biết trước, ấy Bắc Bình lo việc gì chăng, ai còn khoe chi khoe nắng, cầm kia bắt nọ tăng bừng đòi thấy đời nào sự lạ bỗng khiến người giá họa cho dân, muốn bình sao chẳng lấy nhân, muốn yên lại bắt dân ghê mình, kim ngôn của Đức Thánh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tài nhân lực khó thắng thiên đình, gieo gió gặp bão lực hình trả dây, cuộc tung quang thế sự đổi thay, nhìn qua một vòng hậu lai làm chi xưng bá xưng hầu, sống bao năm tuổi bạc đầu răng lai, đường tự xanh khác thể tên bay, sớm trong thay đó chiều mai chẳng Phật xuống phước lành, nhược bằng tích ác trời hành khổ thân, nghiệp trả dai quả báo cầm cân, tu hành Phật thường bất nhân trời ngôn của Đức Thánh Thống Lãnh Giáo hội Phật giáo Tứ Ân Việt Nam Bửu Sơn Kỳ Hương. Quý đồng bào, quý ông bà, cô bác và anh chị em đạo tâm, đạo hữu đang nghe chương trình thi văn giáo lý kinh cơ sấm giảng của các đấng giáo tổ Phật giáo Tứ Ân Bửu Sơn Kỳ Hương do Hội đoàn Hoằng Dương Phật Pháp phụ trách. Trong chương trình bộ kinh thứ tư tập 40 kế tiếp, chúng tôi sẽ trình bày tiếp nội dung bản thông tri giải thích ý nghĩa về tam nghiệp và thập ác. Kính mời quý vị đón nghe. Đến đây, chương trình thi văn giáo lý kinh cơ sấm giảng của các đấng giáo tổ Phật giáo Tứ Ân Bửu Sơn Kỳ Hương xin tạm ngưng. Trong 90 phút của chương trình Hoằng Pháp vừa qua sẽ đem đến cho quý vị một tinh thần đạo đức hoan hỷ phấn khởi trên bước đường tu học hành đạo, tạo công lập đức và hành thiện giúp đời. Trước khi chia tay, Hội đoàn Hoằng Dương Phật Pháp chúng tôi kính chúc quý đồng bào, quý ông bà, cô bác và anh chị em đạo tâm, đạo hữu phúc huệ song tu, bồ đề tâm tăng trưởng, đạo quả viên thành và toàn bổ quyến bình an lợi lạc. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ
Điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, từ bi phổ chiếu thị hiền, cứu độ chúng sanh, giáng kiết tường Bồ Tát Ma Ha Tát.